Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bạn có tin rằng bạn được hộ mệnh bởi một người thân nào đó đã mất? Họ che chở, chỉ dạy, dẫn lối cho bạn. Liệu bạn có đủ may mắn để tin rằng mình luôn có một vị hộ mệnh ở kiếp sống này? Họ dẫn lối cho bạn một ánh sáng, cho bạn một lối thoát khi bạn thực sự nguy nan. Khải Toàn xin chia sẻ vài câu chuyện về vị hộ mệnh của bản thân và những vị gia chủ đã chia sẻ. Những chia sẻ này đã thay đổi cuộc đời nhiều người. Chính bản thân họ nhận ra và kết nối vị hộ mệnh của bản thân họ. Hồi quy tiền kiếp hay còn biết đến là thấy được tiền kiếp thông qua thiền định ở trạng thái sâu hoặc thông qua thuật thôi miên. Hai phương pháp này có một điểm chung, đó chính là sự tĩnh lặng của trí não. Bước đầu cải biến vận mệnh phải bắt đầu từ tọa. Nho, đạo hay Phật đều có bài học tĩnh tọa theo dõi hơi thở. Người điều hòa hơi thở nhẹ nhàng ngay cả trong lúc nóng giận là người điều phục được con ma bên trong của mình. Tự mình là vị hộ mệnh cho chính mình trước khi mong chờ vị hộ mệnh từ bên ngoài. Không phải ai trong chúng ta cũng dễ dàng được ơn trên phò trợ. Vì đời này điều gì đến quá dễ dàng, chúng ta sẽ buông lơi, sẽ ỷ lại. Khi còn trẻ, chẳng mấy ai tin vào thiên địa quỷ thần. Cho đến khi cuộc sống có giông bão kéo đến, con người mới tìm đến tâm linh mong được phù hộ, là điểm tựa cho tâm thức. Người có niềm tin vào tâm linh, vào tôn giáo càng sớm là người có nhiều cơ hội được phò trợ hơn. Người biết mở lòng tự khắc sản sinh ra từ trường thiện lành, dù sống ở đâu cũng có quý nhân. Người trẻ chẳng mấy khi tin vào điều ấy, họ cho rằng những điều đó là huyễn hoặc. Các bạn hãy tự thử mình, đến nghĩa trang hoặc những bệnh viện, nhất là vào ban đêm. Tại đây, tự bản thân bạn cảm nhận được những luồng khí âm. Bạn không thể nào vui vẻ như ở nơi khác. Những nơi này là nơi linh giới còn vương vấn ở lại cõi trần. Họ không muốn đi, họ không biết cách đi, thậm chí họ không biết mình đã mất cơ thể vật lý. Thiên địa quỷ thần hay linh giới, họ ở một tầng sống khác với con người chúng ta, với người cõi dương, nhãn cầu người bình thường khó có thể nhìn thấy được. Có hai nhóm người được phò trợ: người tin và tính vào thiên địa quỷ thần và người có sẵn cơ duyên ấy trong tiền kiếp. Ở nhóm 1, không dễ gì tin và tính vào thiên địa quỷ thần, trừ khi cuộc sống gặp quá nhiều bất trắc không thể lý giải. Bản thân Khải Toàn trước đây cũng như thế. Vốn là người cực đoan về tâm linh, chẳng tin vào thế lực nào ngoài chính bản thân mình. Cuộc sống cho em những vấp ngã, đánh mất tất cả. Thứ đánh mất lớn nhất chính là niềm tin. Nhờ đó Khải Toàn mới đi tìm chiếc phao cứu sinh, tìm đến Phật Pháp và thiền định. Để bản thân tin và tính vào thiên địa quỷ thần, cần một quá trình. Một quá trình tự chữa lành tâm thức của chính mình. Điều mà không ai có thể chữa khi nó bị tổn thương. Người có tôn giáo là người được phò trợ. Không nhất thiết bạn phải theo Phật hay theo Chúa. Chữ tôn mang hàm ý tôn chỉ hay đấng tôn quyền. Chữ giáo là giáo dục. Người có tôn giáo là người có sự giáo dục của đấng giác ngộ, được ơn trên phò trợ chỉ dạy điều lành. Ở nhóm thứ hai, những người có sẵn cơ duyên được phò trợ hay bởi một người thân nào đã mất trong gia đình. Trong quyển sách Hành trình một linh hồn, tiến sĩ Michael Newton đã nêu ra rất nhiều trường hợp của các thân chủ thông qua thuật thôi miên để kể về những chuyến đi về thế giới linh hồn. Khi một người hồn lìa khỏi xác, vong linh sẽ nán lại cõi dương vài tuần trước khi về thế giới bên kia, trước khi họ về lại nhà của họ.
Những vong linh không thể đi, tức không đi lên mà cũng chẳng đi xuống, là những linh hồn tội nghiệp còn vấn vương vất vưởng ở cõi trần. Vì sao trẻ em mất đi lại linh hơn người lớn? Có thể chúng không nhận biết chúng đã mất. Để hình dung cho điều này, các bạn có thể tìm thêm bộ phim nổi tiếng Giác quan thứ 6, kể về một người đàn ông vẫn thường xuyên quay về nhà với vợ, đi đến những nơi thường xuyên đến, nhưng không biết mình đã chết, cho đến khi gặp được một cậu bé nhìn thấy và trò chuyện với ông ta. Những người đã trải qua giai đoạn cận tử, tức họ chết đi sống lại, họ nói rằng mình lơ lửng trên không, nhìn xuống cơ thể vật lý của mình nằm dưới bên. Họ thấy một ánh sáng phía xa hút họ bay về đó. Trong thời khắc sinh tử ấy, trí não chúng ta như một cuộn phim, tự động phát lại quá trình cả một cuộc đời, những sự kiện đáng nhớ chỉ trong tích tắc. Những ai đã từng bị tai nạn trong cái khoảnh khắc tích tắc ấy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đó cũng được xem là một khoảnh khắc cận tử. Khi một linh hồn đã hoàn thành một kiếp ở cõi trần, sẽ về nhà của họ, về thế giới linh hồn. Tại đây, nơi đây chỉ tồn tại những linh hồn, nhiều thứ bậc khác nhau. Sẽ có một vị ra đón linh hồn vừa mất về với nhóm của mình. Đây, chính đây là vị hộ mệnh của linh hồn ấy qua nhiều kiếp sống. Mỗi linh hồn sẽ có một vị hộ mệnh qua nhiều kiếp sống khác nhau. Vị hồn mệnh chỉ xuất hiện khi bạn thực sự bế tắc, dẫn lối cho bạn một tia sáng, cho bạn gặp một ai đó hay có lời thì thầm trong đầu của bạn. Từ khắc lúc ấy, bạn sẽ phát ra một suy nghĩ để thoát khỏi bế tắc ấy. Hãy thử nghiệm lại, trong cuộc đời có nhiều việc ta làm, nó mang lại kết quả thật phi thường hay thật tồi tệ. Nếu việc ấy thật phi thường, đó chính là vị hồn mệnh đã mách bảo bạn. Nếu việc ấy tồi tệ, xấu xa thì ma xui quỷ khiến. Nhiều năm trước, lần đầu đọc quyển sách Hành trình một linh hồn này, đề cập về vị bảo hộ của mình, đề cập về linh hồn tiếp đón linh hồn mới được trở về, trong đầu Khải Toàn đầy nghi vấn. Làm sao có chuyện đó? Làm sao giao tiếp ở thế giới phi vật chất đó? Để nghiên cứu tâm linh học quả không dễ dàng, nhất là với người từng cuồng tin về khoa học. Sau thời gian học Phật hành thiền, đọc nhiều sách vở, nghe nhiều pháp thoại, gặp nhiều vị gia chủ chia sẻ vấn đề tâm linh, dần dần Khải Toàn ngộ ra, chẳng có gì là ngạc nhiên. Thế giới của ta không chỉ giao tiếp bằng vật chất, còn có nhiều loài giao tiếp bằng cảm xúc, bằng sóng âm khác nhau. Bản thân con người hoàn toàn có thể giao tiếp bằng giác quan. Ví dụ cõi ta sống, ăn uống là đoàn thực, cõi bên kia bằng xúc thực. Cõi ta sống nhận biết bằng nghe nhìn chạm, cõi bên kia bằng cảm. Họ ở một tầng sống vượt ngoài ánh sáng nhãn cầu con người có thể thấy được. Hiểu được nguyên lý ấy, chẳng có gì là bất bình thường về thế giới tâm linh nữa. Vì sao một vị hộ mệnh lại tiếp đón một linh hồn mới, rồi lại dẫn về nhóm của mình để ôn lại một quá trình một kiếp sống vừa trải qua? Chẳng phải về được đến nhà thì tự về nhà hay sao? Con người hay loài vật vừa mới sinh ra luôn cần một quá trình để thích nghi, cần được chỉ dẫn để hòa nhập. Dù mỗi cá thể có sẵn bản năng, nhưng vẫn cần sự chỉ dẫn. Giả dụ khi bạn vào trường mới, vào công ty mới, luôn cần những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh. Một linh hồn mới vừa trở về cũng như vậy,
sự tiếp đón của vị hộ mệnh nhằm trợ giúp sự chuyển tiếp, thích nghi của linh hồn mới sau cái chết vật lý. Thậm chí những linh hồn mới chưa thích nghi, họ có thể thấy một ngôi trường, một dãy nhà quen thuộc. Bởi vì những hình ảnh này ở cõi trần nhằm trấn an linh hồn mới bằng sự quen thuộc. Dù thế giới linh hồn là thế giới phi vật chất, linh hồn mới trở về có thể nhận ra vô số gương mặt thân quen qua nhiều kiếp sống, nhưng chỉ giao tiếp với vị hộ mệnh của mình về kiếp sống vừa trải qua. Có một trường hợp trong phiên thôi miên, người phụ nữ bật khóc khi phát hiện đứa con gái của cô ở kiếp sống này chính là vị hộ mệnh của cô ấy. Điều hiếm khi một vị hộ mệnh xuất hiện cùng kiếp sống vật lý. Mỗi linh hồn ở cõi trần đều có một sứ mệnh. Bạn hoàn thành sứ mệnh ấy, bạn được thăng cấp, được giao cho sứ mệnh cao hơn. Mỗi kiếp sống là một sự trải nghiệm, học hỏi rồi tiến hóa. Nếu một linh hồn sống qua nhiều kiếp, không học hỏi, không thích nghi với hoàn cảnh, không vươn lên, thì mãi chỉ là một linh hồn non trẻ. Kinh Phật cho rằng, nhân quả từ ba đời. Hàm ý của câu này cho biết người hướng thiện, nhân nào quả ấy. Nhân quả là tự nhiên, không có thần Phật nào quản chuyện ấy. Thật ra có cả vô lượng kiếp, không chỉ ba đời. Vì trong một phiên thôi miên của một thân chủ đã trải qua hơn 80 kiếp, những kiếp sống không có gì nổi bật, không có chướng ngại, chẳng tạo phước lành cho chúng sinh. Đó là ví dụ cho thấy không học hỏi, không có nghịch cảnh chẳng thể nào là linh hồn cấp cao. Nói dễ hiểu hơn, bạn đến với thế gian này để học hỏi và thi đậu, thì đoạn sau của cuộc đời, của hậu vận sẽ có phước, đời sau phước báo sẽ đến. Bạn không học, không tạo nhân lành, chẳng thể nào có quả thiện. Một học sinh phải vượt qua các kỳ thi mới có thể lên lớp, vượt qua nhiều lớp mới có thể tốt nghiệp. Con người đến với thế gian này để vượt qua kỳ thi. Đời này bạn có tài phú, có chức vị, có trí tuệ, bạn chính là một linh hồn cấp cao. Bạn đã vượt qua bao nhiêu kiếp sống đầy gian truân. Vì vậy, đừng sợ nghịch cảnh. Chướng ngại là cơ hội cho chúng ta tự khảo nghiệm, cho chúng ta vượt qua để tôi luyện bản thân. Chính vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi linh hồn mỗi sứ mệnh, đừng so sánh mình với bất kỳ ai. Tin vào chính mình là tự bảo hộ cho mình, là sự hộ mệnh từ bên trong trước khi tìm được vị hộ mệnh bên ngoài nhắc nhở. Không ít các vị hỏi, làm sao kết nối được vị hộ mệnh của mình để được phò trợ, để có điểm tựa về tâm thức? Đây, chứng ngay giai đoạn này khá dễ dàng với người đã có tôn giáo, với người đã có niềm tin vào thiên địa quỷ thần. Vị hộ mệnh của mỗi người không có hình tướng cụ thể. Bạn hãy nhớ đến vị thần, vị Phật của chính mình, ngày ngày khấn nguyện điều lành. Giả dụ ngày ngày khải toàn tĩnh tọa hành thiền mỗi sáng và nguyện những điều lành. Khấn nguyện chư vị Phật Bồ Tát cho con có tấm lòng rộng mở như người. Phật soi sáng cho con đoạn mê tu thiện, xin Phật gia hộ. Từ lúc tinh tấn khấn nguyện, tinh tấn hành thiền, bản thân Khải Toàn đã đạt được bao nhiêu ước nguyện trong cuộc sống, điều mà trước đây hoàn toàn không có được, dù chỉ là việc nhỏ. Những khi bản thân gặp chướng ngại, bình lặng vượt qua, không thị phi, không than trách. Vì vậy, bạn có thể dùng một vị thần Phật nào đó mà bạn tương ưng để ngày ngày khấn nguyện, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lẽ dĩ nhiên là khấn nguyện những điều lành. Trước tiên, tâm trí của bạn cần buông xả những tạp niệm, việc giúp cho tâm trí tĩnh lặng thông qua thiền định. Thiền định là một phương pháp đơn giản để đạt được sự yên bình trong tâm hồn. Dù bạn nghĩ và làm điều lành cho bản thân bạn, cho người thân, phước báo cũng có, nhưng không lớn.
nghĩ cho người người, nghĩ cho chúng sanh, phước báo và sự gia hộ sẽ vô cùng tận. Gần đây, Khải Toàn gặp một vị quan chức trong cơ quan nhà nước. Vị này nói rằng mình luôn cảm nhận có một người chú đã mất trước kia luôn bảo hộ che chở. Người chú đã mất này thường dẫn lối. Chính bản thân vị gia chủ sinh năm 76 này nhận thức được việc ấy, không dám làm quấy trong công việc, dù bản thân có quyền hành. Xem lại bát tự của anh ấy, quả thật vận hạn đang rất kém. Nhưng gia đạo an ổn, công việc tuy không quá đột phá nhưng vẫn ở chức vị cao. Hành vẫn kém nhưng không kém, vì lý do gì? Có phải do được ơn trên che chở? Có thể một phần do điều đó, phần còn lại không thể phủ nhận thông qua nhân quả. Vị gia chủ này đã có nhiều cơ hội tạo công đức trong chính công việc của anh ta giúp nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn. Khải Toàn bảo rằng, anh không nên tiếp tục khấn nguyện vong linh của người chú kia. Đừng làm phiền người đã mất, khiến họ vấn vương cõi trần, không thể siêu thoát. Nếu có thương nhớ người quá cố, hãy để trong lòng giúp họ buông xả ở cõi trần. Thay vào đó, ngày ngày anh nên khấn nguyện, mong vong linh người chú ấy sẽ sớm về cõi lành. Đó là cơ hội cho anh tạo ít phước báo, giúp cho người mất được siêu thoát. Trong cuộc sống, rất nhiều người có khả năng linh cảm được những chuyện sắp xảy ra. Tâm trạng lúc ấy khá là bồn chồn, lo lắng khó tả. Họ là những người có giác quan thứ 6, họ là những người được vị bảo hộ mách bảo. Xưa kia có một lão nông cu mang một con cáo, thường xuyên cho nó thức ăn. Bỗng một ngày nọ, nó đến cố gắng níu kéo áo của lão nông ra khỏi ngôi nhà. Sau một lúc đắn đo, ông quyết định đi theo nó. Vừa ra khỏi nhà không lâu thì có động đất. Con cáo ấy đã dùng cảm quan của mình để cứu lấy ông lão. Giác quan thứ 6 của con người cũng giống như một số loài vật có khả năng đặc biệt. Giả dụ loài sói hay loài chó, chúng không chỉ đánh hơi hàng km mà còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh giới. Đó là theo cách nhìn của khoa học. Khoa học chỉ chứng minh những gì chưa chứng minh. Những người có cảm quan thứ 6, nghĩ về điều gì, điều ấy sẽ xảy ra. Có những người chỉ nghĩ về những điều hung họa, những chuyện xui rủi thường xuyên xảy ra, khiến bản thân họ và những người bên cạnh họ sợ hãi, gán cho họ miệng ăn mắm ăn muối. Trên chuyến xe từ thiện cách đây vài năm, Khải Toàn gặp một vị ngoài 40, người có khả năng đó vô cùng mạnh mẽ. Anh ta có thể phát hiện một sự việc cách xa hàng km. Anh ấy nói phía trước có một vụ tai nạn xe khách và xe máy. Tầm một giờ sau, trên đường đi có một sự việc xảy ra đúng như vậy. Lý giải theo một góc nhìn khác, tất cả những người có cảm quan thứ 6, họ đã trải qua sự việc ấy. Rồi quay lại thời điểm trước đó. Mỗi giấc mơ là tiểu mộng, cuộc đời là đại mộng, chẳng có gì là thật. Bạn chẳng biết mình đang mơ cho đến khi mình tỉnh dậy. Thì đời sống hàng ngày có thể là một giấc mơ, chúng rõ hơn, thật hơn, dài hơn tiểu mộng của bạn. Đức Phật có nói, những gì bạn thấy là những ảo ảnh. Lấy ví dụ chúng ta xem TV, một khung hình có 24 hay thậm chí 60 ảnh. Tất cả ảnh đó đều khác nhau, nhưng mắt chúng ta chỉ nhận thấy duy nhất là một. Bạn có thể nhìn cánh quạt xoay, bạn chẳng thấy chúng xoay. Rồi bạn lấy điện thoại quay lại video cảnh quạt xoay, sao chúng lại xoay chậm thế? Phải chăng hoàn toàn là giả? Người ta đóng phim là giả, bạn xem bạn khóc là thật. Chẳng phải cuộc đời là một sàn diễn? Bạn muốn biết cuộc sống của mình là thật hay mơ? Mục đích ta đến thế gian này để làm gì? Sứ mệnh trong cuộc đời này là gì? Vị hậu mệnh của mình là ai? Chỉ cần bạn ngồi xuống tĩnh tọa, điều hòa hơi thở,
Buông xả vọng niệm, tự khắc sẽ có đáp án. Dù dưới góc nhìn nào, cuộc đời giả hay thật, đừng để mê trong mơ, đừng để đánh mất mình vào danh văn lợi dưỡng. Trước khi tìm vị hộ mệnh bên ngoài, thì có người cần là vị hộ mệnh cho chính bản thân mình. Thông qua tâm ý thiện, thông qua ngữ thiện, thân hành thiện. Người điều phục được thân ngữ ý, thuần thiện, không tạo nghiệp bất thiện. Ngày ngày khấn nguyện điều lành đến với chúng sanh, tưởng nhớ đến vị hộ mệnh riêng của mình, các vị sẽ được gia hộ. Bước đầu cải biến vận mệnh phải bắt đầu từ tọa. Nho, đạo hay Phật đều có bài học tĩnh tọa theo dõi hơi thở. Người điều hòa hơi thở nhẹ nhàng ngay cả trong lúc nóng giận là người điều phục được con ma bên trong của mình. Tự mình là vị hộ mệnh cho chính mình trước khi mong chờ vị hộ mệnh từ bên ngoài. Không phải ai trong chúng ta cũng dễ dàng được ơn trên phò trợ. Vì đời này điều gì đến quá dễ dàng, chúng ta sẽ buông lơi, sẽ ỷ lại. Khi còn trẻ, chẳng mấy ai tin vào thiên địa quỷ thần. Cho đến khi cuộc sống có giông bão kéo đến, con người mới tìm đến tâm linh mong được phù hộ, là điểm tựa cho tâm thức. Người có niềm tin vào tâm linh, vào tôn giáo càng sớm là người có nhiều cơ hội được phò trợ hơn. Người biết mở lòng tự khắc sản sinh ra từ trường thiện lành, dù sống ở đâu cũng có quý nhân. Người trẻ chẳng mấy khi tin vào điều ấy, họ cho rằng những điều đó là huyễn hoặc. Các bạn hãy tự thử mình, đến nghĩa trang hoặc những bệnh viện, nhất là vào ban đêm. Tại đây, tự bản thân bạn cảm nhận được những luồng khí âm. Bạn không thể nào vui vẻ như ở nơi khác. Những nơi này là nơi linh giới còn vương vấn ở lại cõi trần. Họ không muốn đi, họ không biết cách đi, thậm chí họ không biết mình đã mất cơ thể vật lý. Thiên địa quỷ thần hay linh giới, họ ở một tầng sống khác với con người chúng ta, với người cõi dương, nhãn cầu người bình thường khó có thể nhìn thấy được. Có hai nhóm người được phò trợ: người tin và tín vào thiên địa quỷ thần và người có sẵn cơ duyên ấy trong tiền kiếp. Ở nhóm 1, không dễ gì tin và tín vào thiên địa quỷ thần, trừ khi cuộc sống gặp quá nhiều bất trắc không thể lý giải. Bản thân Khải Toàn trước đây cũng như thế. Vốn là người cực đoan về tâm linh, chẳng tin vào thế lực nào ngoài chính bản thân mình. Cuộc sống cho em những vấp ngã, đánh mất tất cả. Thứ đánh mất lớn nhất chính là niềm tin. Nhờ đó Khải Toàn mới đi tìm chiếc phao cứu sinh, tìm đến Phật Pháp và thiền định. Để bản thân tin và tín vào thiên địa quỷ thần, cần một quá trình. Một quá trình tự chữa lành tâm thức của chính mình. Điều mà không ai có thể chữa khi nó bị tổn thương. Người có tôn giáo là người được phò trợ. Không nhất thiết bạn phải theo Phật hay theo Chúa. Chữ tôn mang hàm ý tôn chỉ hay đấng tôn quyền. Chữ giáo là giáo dục. Người có tôn giáo là người có sự giáo dục của đấng giác ngộ, được ơn trên phò trợ chỉ dạy điều lành. Ở nhóm thứ hai, những người có sẵn cơ duyên được phò trợ hay bởi một người thân nào đã mất trong gia đình. Trong quyển sách Hành trình một linh hồn, tiến sĩ Michael Newton đã nêu ra rất nhiều trường hợp của các thân chủ thông qua thuật thôi miên để kể về những chuyến đi về thế giới linh hồn. Khi một người hồn lìa khỏi xác, phong linh sẽ nán lại cõi dương vài tuần trước khi về thế giới bên kia, trước khi họ về lại nhà của họ. Những vong linh không thể đi, tức không đi lên mà cũng chẳng đi xuống, là những linh hồn tội nghiệp còn vấn vương vất vưởng ở cõi trần. Vì sao trẻ em mất đi lại linh hơn người lớn? Có thể chúng không nhận biết chúng đã mất. Để hình dung cho điều này, các bạn có thể tìm thêm bộ phim nổi tiếng Giác quan thứ 6,
kể về một người đàn ông vẫn thường xuyên quay về nhà với vợ, đi đến những nơi thường xuyên đến, nhưng không biết mình đã chết, cho đến khi gặp được một cậu bé nhìn thấy và trò chuyện với ông ta. Những người đã trải qua giai đoạn cận tử, tức họ chết đi sống lại, họ nói rằng mình lơ lửng trên không, nhìn xuống cơ thể vật lý của mình nằm dưới bên. Họ thấy một ánh sáng phía xa hút họ bay về đó. Trong thời khắc sinh tử ấy, trí não chúng ta như một cuộn phim, tự động phát lại quá trình cả một cuộc đời, những sự kiện đáng nhớ chỉ trong tích tắc. Những ai đã từng bị tai nạn trong cái khoảnh khắc tích tắc ấy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đó cũng được xem là một khoảnh khắc cận tử. Khi một linh hồn đã hoàn thành một kiếp ở cõi trần, sẽ về nhà của họ, về thế giới linh hồn. Tại đây, nơi đây chỉ tồn tại những linh hồn, nhiều thứ bậc khác nhau. Sẽ có một vị ra đón linh hồn vừa mất về với nhóm của mình. Đây, chính đây là vị hộ mệnh của linh hồn ấy qua nhiều kiếp sống. Mỗi linh hồn sẽ có một vị hộ mệnh qua nhiều kiếp sống khác nhau. Vị hộ mệnh chỉ xuất hiện khi bạn thực sự bế tắc, dẫn lối cho bạn một tia sáng, cho bạn gặp một ai đó hay có lời thì thầm trong đầu của bạn. Từ khắc lúc ấy, bạn sẽ phát ra một suy nghĩ để thoát khỏi bế tắc ấy. Hãy thử nghiệm lại, trong cuộc đời có nhiều việc ta làm, nó mang lại kết quả thật phi thường hay thật tồi tệ. Nếu việc ấy thật phi thường, đó chính là vị hộ mệnh đã mách bảo bạn. Nếu việc ấy tồi tệ, xấu xa thì ma xui quỷ khiến. Nhiều năm trước, lần đầu đọc quyển sách Hành trình một linh hồn này, đề cập về vị bảo hộ của mình, đề cập về linh hồn tiếp đón linh hồn mới được trở về. Trong đầu Khải Toàn đầy nghi vấn. Làm sao có chuyện đó? Làm sao giao tiếp ở thế giới phi vật chất đó? Để nghiên cứu tâm linh học quả không dễ dàng, nhất là với người từng cuồng tin về khoa học. Sau thời gian học Phật hành thiền, đọc nhiều sách vở, nghe nhiều pháp thoại, gặp nhiều vị gia chủ chia sẻ vấn đề tâm linh, dần dần Khải Toàn ngộ ra chẳng có gì là ngạc nhiên. Thế giới của ta không chỉ giao tiếp bằng vật chất, còn có nhiều loài giao tiếp bằng cảm xúc, bằng sóng âm khác nhau. Bản thân con người hoàn toàn có thể giao tiếp bằng giác quan. Ví dụ cõi ta sống, ăn uống là đoàn thực, cõi bên kia bằng xúc thực. Cõi ta sống nhận biết bằng nghe nhìn chạm, cõi bên kia bằng cảm. Họ ở một tầng sống vượt ngoài ánh sáng nhãn cầu con người có thể thấy được. Hiểu được nguyên lý ấy, chẳng có gì là bất bình thường về thế giới tâm linh nữa. Vì sao một vị hộ mệnh lại tiếp đón một linh hồn mới, rồi lại dẫn về nhóm của mình để ôn lại một quá trình một kiếp sống vừa trải qua? Chẳng phải về được đến nhà thì tự về nhà hay sao? Con người hay loài vật vừa mới sinh ra luôn cần một quá trình để thích nghi, cần được chỉ dẫn để hòa nhập. Dù mỗi cá thể có sẵn bản năng, nhưng vẫn cần sự chỉ dẫn. Giả dụ khi bạn vào trường mới, vào công ty mới, luôn cần những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh. Một linh hồn mới vừa trở về cũng như vậy, sự tiếp đón của vị hộ mệnh nhằm trợ giúp sự chuyển tiếp, thích nghi của linh hồn mới sau cái chết vật lý. Thậm chí những linh hồn mới chưa thích nghi, họ có thể thấy một môi trường, một ngôi trường, một dãy nhà quen thuộc. Bởi vì những hình ảnh này ở cõi trần nhằm trấn an linh hồn mới bằng sự quen thuộc. Dù thế giới linh hồn là thế giới phi vật chất, linh hồn mới trở về có thể nhận ra vô số gương mặt thân quen qua nhiều kiếp sống, nhưng chỉ giao tiếp với vị hộ mệnh của mình về kiếp sống vừa trải qua. Có một trường hợp trong phiên thôi miên, người phụ nữ bật khóc khi phát hiện đứa con gái của cô ở kiếp sống này chính là vị hộ mệnh của cô ấy. Điều hiếm khi một vị hộ mệnh xuất hiện cùng kiếp sống vật lý.
Mỗi linh hồn ở cõi trần đều có một sứ mệnh. Bạn hoàn thành sứ mệnh ấy, bạn được thăng cấp, được giao cho sứ mệnh cao hơn. Mỗi kiếp sống là một sự trải nghiệm, học hỏi rồi tiến hóa. Nếu một linh hồn sống qua nhiều kiếp, không học hỏi, không thích nghi với hoàn cảnh, không vươn lên, thì mãi chỉ là một linh hồn non trẻ. Kinh Phật cho rằng nhân quả từ ba đời. Hàm ý của câu này cho biết người hướng thiện nhân nào quả ấy. Nhân quả là tự nhiên, không có thần Phật nào quản chuyện ấy. Thật ra có cả vô lượng kiếp, không chỉ ba đời. Vì trong một phiên thôi miên của một thân chủ đã trải qua hơn 80 kiếp. Những kiếp sống không có gì nổi bật, không có chướng ngại, chẳng tạo phước lành cho chúng sinh. Đó là ví dụ cho thấy không học hỏi, không có nghịch cảnh, chẳng thể nào là linh hồn cấp cao. Nói dễ hiểu hơn, bạn đến với thế gian này để học hỏi và thi đậu, thì đoạn sau của cuộc đời, của hậu vận sẽ có phước. Đời sau, phước báo sẽ đến. Bạn không học, không tạo nhân lành, chẳng thể nào có quả thiện. Một học sinh phải vượt qua các kỳ thi mới có thể lên lớp, vượt qua nhiều lớp mới có thể tốt nghiệp. Con người đến với thế gian này để vượt qua kỳ thi. Đời này bạn có tài phú, có chức vị, có trí tuệ, bạn chính là một linh hồn cấp cao. Bạn đã vượt qua bao nhiêu kiếp sống đầy gian truân. Vì vậy đừng sợ nghịch cảnh. Chướng ngại là cơ hội cho chúng ta tự khảo nghiệm, cho chúng ta vượt qua để tôi luyện bản thân. Chính vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi linh hồn mỗi sứ mệnh, đừng so sánh mình với bất kỳ ai. Tin vào chính mình là tự bảo hộ cho mình, là sự hộ mệnh từ bên trong trước khi tìm được vị hộ mệnh bên ngoài nhắc nhở. Không ít các vị hỏi, làm sao kết nối được vị hộ mệnh của mình để được phò trợ, để có điểm tựa về tâm thức? Đây, chính ngay giai đoạn này, khá dễ dàng với người đã có tôn giáo, với người đã có niềm tin vào thiên địa quỷ thần. Vị hộ mệnh của mỗi người không có hình tướng cụ thể. Bạn hãy nhớ đến vị thần, vị Phật của chính mình, ngày ngày khấn nguyện điều lành. Giả dụ ngày ngày khải toàn tĩnh tọa hành thiền mỗi sáng và nguyện những điều lành. Khấn nguyện chư vị Phật Bồ Tát cho con có tấm lòng rộng mở như người. Phật soi sáng cho con đoạn mê tu thiện, xin Phật gia hộ. Từ lúc tinh tấn khấn nguyện, tinh tấn hành thiền, bản thân khải toàn đã đạt được bao nhiêu ước nguyện trong cuộc sống, điều mà trước đây hoàn toàn không có được, dù chỉ là việc nhỏ. Những khi bản thân gặp chướng ngại, bình lặng vượt qua, không thị phi, không than trách. Vì vậy, bạn có thể dùng một vị thần Phật nào đó mà bạn tương ưng để ngày ngày khấn nguyện, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lẽ dĩ nhiên là khấn nguyện những điều lành. Trước tiên, tâm trí của bạn cần buông xả những tạp niệm. Việc giúp cho tâm trí tĩnh lặng thông qua thiền định. Thiền định là một phương pháp đơn giản để đạt được sự yên bình trong tâm hồn. Dù bạn nghĩ và làm điều lành cho bản thân bạn, cho người thân, phước báo cũng có, nhưng không lớn. Nghĩ cho người người, nghĩ cho chúng sanh, phước báo và sự gia hộ sẽ vô cùng tận. Gần đây, Khải Toàn gặp một vị quan chức trong cơ quan nhà nước. Vị này nói rằng mình luôn cảm nhận có một người chú đã mất trước kia luôn bảo hộ che chở. Người chú đã mất này thường dẫn lối. Chính bản thân vị gia chủ sinh năm 76 này nhận thức được việc ấy, không dám làm quấy trong công việc, dù bản thân có quyền hành. Xem lại bát tự của anh ấy, quả thật vận hạn đang rất kém. Nhưng gia đạo an ổn, công việc tuy không quá đột phá nhưng vẫn ở chức vị cao. Hành vẫn kém nhưng không kém, vì lý do gì? Có phải do được ơn trên che chở? Có thể một phần do điều đó,
phần còn lại không thể phủ nhận thông qua nhân quả. Vị gia chủ này đã có nhiều cơ hội tạo công đức trong chính công việc của anh ta giúp nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn. Khải Toàn bảo rằng anh không nên tiếp tục khấn nguyện vong linh của người chú kia. Đừng làm phiền người đã mất, khiến họ vấn vương cõi trần, không thể siêu thoát. Nếu có thương nhớ người quá cố, hãy để trong lòng, giúp họ buông xả ở cõi trần. Thay vào đó, ngày ngày anh nên khấn nguyện, mong vong linh người chú ấy sẽ sớm về cõi lành. Đó là cơ hội cho anh tạo ít phước báo, giúp cho người mất được siêu thoát. Trong cuộc sống, rất nhiều người có khả năng linh cảm được những chuyện sắp xảy ra. Tâm trạng lúc ấy khá là bồn chồn, lo lắng khó tả. Họ là những người có giác quan thứ 6, họ là những người được vị bảo hộ mách bảo. Xưa kia có một lão nông cu mang một con cáo, thường xuyên cho nó thức ăn. Bỗng một ngày nọ, nó đến cố gắng níu kéo áo của lão nông ra khỏi ngôi nhà. Sau một lúc đắn đo, ông quyết định đi theo nó. Vừa ra khỏi nhà không lâu thì có động đất. Con cáo ấy đã dùng cảm quan của mình để cứu lấy ông lão. Giác quan thứ 6 của con người cũng giống như một số loài vật có khả năng đặc biệt. Giả dụ loài sói hay loài chó, chúng không chỉ đánh hơi hàng km mà còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh giới. Đó là theo cách nhìn của khoa học. Khoa học chỉ chứng minh những gì chưa chứng minh. Những người có cảm quan thứ 6, nghĩ về điều gì, điều ấy sẽ xảy ra. Có những người chỉ nghĩ về những điều hung họa, những chuyện xui rủi thường xuyên xảy ra, khiến bản thân họ và những người bên cạnh họ sợ hãi, gán cho họ miệng ăn mắm ăn muối. Trên chuyến xe từ thiện cách đây vài năm, Khải Toàn gặp một vị ngoài 40, người có khả năng đó vô cùng mạnh mẽ. Anh ta có thể phát hiện một sự việc cách ra hàng km. Anh ấy nói phía trước có một vụ tai nạn xe khách và xe máy. Tầm một giờ sau, trên đường đi có một sự việc xảy ra đúng như vậy. Lý giải theo một góc nhìn khác, tất cả những người có cảm quan thứ 6, họ đã trải qua sự việc ấy. Rồi quay lại thời điểm trước đó. Mỗi giấc mơ là tiểu mộng, cuộc đời là đại mộng, chẳng có gì là thật. Bạn chẳng biết mình đang mơ cho đến khi mình tỉnh dậy. Thì đời sống hàng ngày có thể là một giấc mơ, chúng rõ hơn, thật hơn, dài hơn tiểu mộng của bạn. Đức Phật có nói, những gì bạn thấy là những ảo ảnh. Lấy ví dụ chúng ta xem TV, một khung hình có 24 hay thậm chí 60 ảnh. Tất cả ảnh đó đều khác nhau, nhưng mắt chúng ta chỉ nhận thấy duy nhất là một. Bạn có thể nhìn cánh quạt xoay, bạn chẳng thấy chúng xoay. Rồi bạn lấy điện thoại quay lại video cảnh quạt xoay, sao chúng lại xoay chậm thế? Phải chăng hoàn toàn là giả? Người ta đóng phim là giả, bạn xem bạn khóc là thật. Chẳng phải cuộc đời là một sàn diễn? Bạn muốn biết cuộc sống của mình là thật hay mơ? Mục đích ta đến thế gian này để làm gì? Sứ mệnh trong cuộc đời này là gì? Vị hậu mệnh của mình là ai? Chỉ cần bạn ngồi xuống tĩnh tọa, điều hòa hơi thở, buông xả vọng niệm, tự khắc sẽ có đáp án. Dù dưới góc nhìn nào, cuộc đời giả hay thật, đừng để mê trong mơ, đừng để đánh mất mình vào danh văn lợi dưỡng. Trước khi tìm vị hậu mệnh bên ngoài, thì con người cần là vị hộ mệnh cho chính bản thân mình, thông qua tâm ý thiện, thông qua ngữ thiện, thân hành thiện. Người điều phục được thân ngữ ý thuần thiện, không tạo nghiệp bất thiện. Ngày ngày khấn nguyện điều lành đến với chúng sanh, tưởng nhớ đến vị hộ mệnh riêng của mình, các vị sẽ được gia hộ. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.